What's up cho anh em dùng chơi này, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của VN Review. Và trên tay của mình đây đang là hai chiếc Honor 9X phiên bản kế nhiệm của Honor 8X vào năm ngoái. Và khi mà nghe tên đến sản phẩm này thôi thì các bạn cũng sẽ biết được rằng đây sẽ là một cái sản phẩm trong phân khúc tầm trung. Và mình cũng xin bật mí với các bạn luôn về mức giá của em nó. Chiếc máy này sẽ có mức giá là hơn 6 triệu đồng, cụ thể là 6 triệu 300 ngàn đồng. Và ở thời điểm đầu tiên khi mà các bạn pre-order cái chiếc máy này thì sẽ được tặng kèm một chiếc tai nghe của Honor trị giá khoảng tầm 1,8 triệu. Nhìn chung thì nếu mà trừ cái quà đó đi thì cái giá trị thực của sản phẩm này nó loanh quanh khoảng tầm là 5 triệu đồng. Và biến đây trở thành cái chiếc smartphone có màn hình không khuyết tật và có camera thụt thò rẻ nhất ở trên thị trường. Và nếu như bạn nào mà ưu tiên về một cái sản phẩm có một cái màn hình tràn không khuyết tật thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất xứng đáng dành cho các bạn. Vậy thì ngoài cái đặc điểm về cái màn hình không khuyết tật ra thì em nó còn cái điểm gì hấp dẫn nữa thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái sản phẩm này nhé. Và xin chia sẻ với các bạn là cái sản phẩm này ở thời điểm hiện tại thì nó chưa được bán ra đâu. Nó mới chỉ có giá bán và mới được ra mắt mà thôi. Chính vậy cái phiên bản của mình ở đây sẽ là cái phiên bản not for sale và mình có luôn cả hai màu để cho các bạn tham khảo. Tuy nhiên là mặc dù là cái phiên bản not for sale nhưng đây sẽ là hai cái sản phẩm giống với lại hàng chính hãng luôn và nó không khác gì cả đâu. Rồi và ngay bây giờ chúng ta sẽ mở hộp này luôn. Đó, mở một phát hai máy luôn. Rồi, ok. Đầu tiên ở bên trong của chúng ta chính là chiếc Honor 9X của chúng ta. Đó. Đây là cái phiên bản màu đen này và Honor gọi nó chính là Midnight Black. Còn đây là cái phiên bản màu xanh của mình. Honor gọi đây là Sapphire Blue. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy là với cái phiên bản màu xanh Tafi ở đây thì chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng chữ X này. Khi mà các bạn nghiêng thì nó sẽ lấp lánh. Còn cái phiên bản màu đen thì nó sẽ chỉ là một cái mặt lưng đen mà thôi. Khi mà các bạn nghiêng các cái góc độ khác nhau thì nó sẽ không có cái hiệu ứng ánh sáng. Đó. Rồi. Và bây giờ ở dưới này chúng ta sẽ có một cái hộp. Trong này sẽ có que chọc sim này, ốp lưng. Đó, nếu mà bình thường ra thì chúng ta sẽ có thêm sách hướng dẫn sử dụng nữa. Rồi, bên này thì chắc chắn là cũng vậy rồi. Chúng ta cũng sẽ có ốp lưng này. Đó, que chọc sim. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có củ sạc 3 chấu. Có thể là đây là cái phiên bản not for sale, chính vậy là cái cục sạc của chúng ta là 3 chạc. Còn với cái phiên bản bán ra ở thị trường chính hãng thì sẽ có thể là củ sạc chân tròn hoặc chân dẹt. Nguồn ra của cục sạc này sẽ chỉ là 5V 2A mà thôi. Hơi khiêm tốn một chút đối với lại một sản phẩm trong phân khúc mức giá 5 cho đến 6 triệu đồng. Bởi vì thường những cái sản phẩm trong phân khúc này thì thường được trang bị cái công nghệ Quick Charge 2 hoặc là Quick Charge 3 có công suất từ 15 đến 18W. Thì một cái cục sạc 10W như thế này mình đánh giá là tương đối là chậm rồi. Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp Type-C, như vậy là đó là tất cả những cái phụ kiện có trong hộp của chúng ta. Rồi và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ tất cả cái hộp của máy ra qua một bên và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái sản phẩm Honor 9X này. Và chắc hẳn các bạn sẽ rất quan tâm ở một cái điểm này khi mà chúng ta bắt đầu vào video ngày hôm nay. Đó chính là Honor là thương hiệu con của Huawei. Vậy thì cái sản phẩm này của chúng ta có CH Play hay không? Thì câu trả lời đây, có các bạn nhé, và dùng hoàn toàn bình thường. Đấy. Và xin thông tin với các bạn là CH Play này không phải là mình cài vào đâu các bạn nhé, mà khi máy bán ra mặc định là sẽ có CH Play luôn rồi. Vâng, quá ngon luôn. Và ngay bây giờ thì mình sẽ show cho bạn xem cái camera thụt thò của cái sản phẩm này. Cảm giác nó trượt lên, nó tụt lên, nó hơi chậm một chút. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi, đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ về thiết kế của cái sản phẩm này. Cầm trong tay thì nó vẫn rất là giống với bao sản phẩm khác ở trong phân khúc mức giá này. Một cái cầm nó rất là ôm tay, không bị cấn, trọng lượng vừa đủ để cho các bạn cầm thoải mái trong tay. Và đồng thời là nó sẽ không có một cái sự cao cấp về mặt chất liệu, bởi vì là cái phần khung viền này cũng như là toàn bộ phần lưng của chúng ta được làm từ nhựa. Chính vậy là để cho cái chiếc máy này nó không bị xuống cấp theo mặt thời gian, các bạn nên sử dụng ốp hoặc là các bạn nên đi dán các bạn nhé, bởi vì nhựa rất là dễ xước luôn. Cái cách hoàn thiện phần viền cũng như là phần lưng này của máy mình đánh giá rất là ok này. Phần màn hình mặc dù là nó nổi hơn so với phần khung, tuy nhiên là nó được vát rất là cong và khi mà các bạn giờ vào thì các bạn sẽ không có cái cảm giác cấn. Phần mặt sau này thì cụm 3 camera của chúng ta được làm lồi không quá nhiều so với mặt khung, chính vậy là mình đánh giá là cụm cam này được làm tương đối là đẹp. Sang với phần mặt trước thì cũng là một cái điểm gì đó rất là ok của sản phẩm này. Sản phẩm này không sở hữu màn hình khuyết tật, đồng thời ba viền mỏng đều với nhau.
Phần cằm dưới thì mình đánh giá là vẫn hơi dày một chút, nhưng đây là một cái chi tiết chấp nhận được của một sản phẩm chỉ có mức giá 5 triệu đến 6 triệu đồng. Rồi, và ngay bây giờ mình sẽ điểm qua một vài các cái chi tiết khác của sản phẩm này. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình có kích thước 6,59 inch, độ phân giải là Full HD cộng, sử dụng tấm nền là LCD IPS. Và có cái tỷ lệ đó chính là 19.5:9. Ba cái phím điều hướng của chúng ta là ở trong màn hình, tuy nhiên là chúng ta có thể thay đổi bằng các cái thao tác cử chỉ vuốt đã rất là dễ dàng. Ở cạnh bên tay trái của chúng ta thì sẽ không có bất kỳ một chi tiết nào các bạn nhé. Ở cạnh phải thì chúng ta sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có mic chống ồn này, khay đựng sim như là khay đựng thẻ nhớ. Máy của chúng ta sẽ hỗ trợ 2 sim hoặc là 1 sim 1 thẻ các bạn nhé. Và ở đây sẽ là cái camera selfie. Camera này thì sẽ có cái độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f2.2 và có khả năng quay phim Full HD 60fps, rất là ngon phải không nào. Ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, loa ngoài, mic thoại có là jack cắm tai nghe 3.5mm. Ơn giờ jack cắm tai nghe vẫn còn. Tất nhiên đây là một cái chi tiết thường xuất hiện ở trên những cái sản phẩm 5 đến 6 triệu đồng. Sang với mặt sau thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay một chạm, cụm 3 camera đi kèm với đèn flash LED ở đây. Về thông số kỹ thuật của cụm camera này sẽ bao gồm một camera chính có độ phân giải là 48MP, khẩu độ f1.8. Chúng ta sẽ có một cái camera góc siêu rộng 8MP, khẩu độ f2.4. Và một cái camera 2MP deep sensor có tác dụng là đo độ sâu trường ảnh. Nhìn chung thì đây là hệ thống 3 camera thường gặp ở trên một cái sản phẩm trong phân khúc mức giá 5-6 triệu đồng. Đó chính là chúng ta sẽ có một cái camera chính số chấm rất cao, tiếp theo một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8MP và một cái camera deep sensor. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về cấu hình của chiếc Honor 9X. Đây là một cái chi tiết mà các bạn khi mà đọc thông tin trên mạng có rất là nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc là Honor 9X sử dụng con chip Kirin 810 hay là 710. Và mình xin đính chính với các bạn, đây là thông tin chính xác 100% luôn nhá. Honor 9X ở thị trường Việt Nam sẽ sử dụng con chip Kirin 710, yếu hơn con chip Kirin 810. Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Có phải là Honor phân biệt thị trường Việt Nam hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì thực ra hai cái chiếc máy ở hai thị trường khác nhau, mặc dù giống nhau về mặt tên gọi đấy nhưng nó lại dành cho hai thị trường khác nhau. Chính vậy là chúng ta không thể đưa vào để chúng ta đặt cạnh nhau được. Honor 9X ở thị trường Việt Nam, xin nhấn mạnh lại với các bạn, sẽ sử dụng con chip Kirin 710. Và con chip này sẽ cho cái điểm hiệu năng khoảng tầm là 184.000 điểm khi chấm bằng AnTuTu V8. Như vậy với cái sức mạnh hiệu năng này thì nó tương đồng xem với lại con chip Snapdragon 660. Các cái điểm số các bạn có thể tham khảo ở đây. Ngoài ra phiên bản thị trường Việt Nam mình đang có ở đây sẽ có 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Và theo những thông tin mà mình tìm hiểu được thì đây sẽ là cái phiên bản cấu hình duy nhất được bán ở thị trường Việt Nam. Còn đối với lại Honor 9X ở các thị trường nước khác thì sẽ còn một phiên bản thấp hơn, đó chính là 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong các bạn nhé. Nhìn chung thì ở thị trường Việt Nam với 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong thì mình đánh giá là khá đủ dùng rồi, không cần mua một cái phiên bản cao bộ nhớ trong hơn làm gì cả. Đồng thời là cái chiếc máy này có hỗ trợ thẻ nhớ mà. Chính vậy là 128GB mình đánh giá là rất đủ dùng đối với lại sản phẩm này rồi. Tiếp theo đó, một cái điểm khác biệt nữa của Honor 9X hàng sách tay so với lại hàng chính hãng đó chính là cảm biến vân tay. Hàng chính hãng thì cái cảm biến vân tay của chúng ta sẽ ở mặt sau lưng, còn hàng sách tay thì các cảm biến vân tay của chúng ta sẽ ở cạnh bên. Cái này thì tùy nhu cầu sử dụng của các bạn cũng như là cái sở thích của các bạn. Với cái cảm biến vân tay ở mặt sau như thế này thì nó sẽ cho chúng ta một cái cách sử dụng là tiện lợi hơn khi các bạn dùng tay trái tay phải đều như một. Còn đối với lại cái cảm biến vân tay ở cạnh bên thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái mặt lưng là đẹp hơn, là nó không bị có những cái chi tiết như thế này. Đó, thì đấy là tùy sở thích của mỗi bạn thôi. Về pin thì cái sản phẩm này được trang bị viên pin là 4000mAh. Và ngay từ đầu video mình cũng chia sẻ với các bạn sản phẩm này sẽ có một cái điểm yếu, đó chính là về công nghệ sạc nhanh. Khi nó sẽ chỉ được trang bị cái cục sạc nhanh là 5V 2A, đồng thời là nó cũng không hỗ trợ sạc nhanh luôn. Chính vậy kể cả các bạn có mua một cục sạc nhanh sạc cho sản phẩm này thì nó cũng không phải là sạc nhanh. Đó, đây là điểm trừ lớn nhất của cái sản phẩm này. Rồi, và ngay bây giờ thì mình sẽ test qua camera của sản phẩm này cho bạn xem nhé. Nhìn chung thì cái giao diện của chúng ta thì nó vẫn mang một cái gì đó rất là Huawei. Đó, bởi vì là Honor là thương hiệu con của nhà Huawei mà. Đây, mình sẽ thử chụp một cái tấm ảnh này. Đó, tốc độ chuyển qua lại các cái chế độ rất là nhanh luôn. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển sang camera selfie. Khi mà chuyển cái camera thụt thò này thì các bạn nhìn nhá. Đó, nó sẽ bị delay khoảng tầm 2 giây. Đó, 1, 2 này. Đó, thì cái camera này của chúng ta nó mới bật được lên.
Nhìn chung thì đây là một trong những cái sản phẩm có camera thụ thò rẻ nhất ở trên thị trường. Chính vậy là chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được ở sản phẩm này. Nhìn chung trong khung mức giá 5 cho đến 6 triệu đồng thì mình có thể nói đây là một trong những cái sản phẩm có một cái thiết kế rất là ok. Cụm camera thì mình đánh giá nhanh là nó chụp tương đối là ổn, còn hơn thua thế nào so với lại những sản phẩm khác thì cần những bài test sau. Dung lượng pin 4000 mAh nhưng có một vấn đề, đó chính là con chip Kirin 710, đi kèm với đó là một cái màn hình LCD thì mình đánh giá cũng không thực sự cao, và mình dự đoán là cái thời gian sử dụng pin của sản phẩm này cũng chưa thực sự ấn tượng, cũng như là kết hợp cùng với lại cái công nghệ sạc của chúng ta thì nó hơi chậm một chút. Và các bạn nghĩ sao về cái chiếc Honor 9X này? Có khoảng tầm 5 cho đến 6 triệu đồng các bạn có mua sản phẩm này không? Hay là các bạn sẽ mua cái sản phẩm khác? Thì các bạn đừng quên để lại comment ở dưới video này nhé. Đến đây thì video của mình xin phép được kết thúc. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay cũng như bổ ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình và kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.